Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 20 tháng 11 của kênh Bóng đá và Đời sống. Trước khi bước vào chi tiết bản tin, chúng tôi xin được gửi lời chúc đến các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngay bây giờ bước vào chi tiết bản tin ngày hôm nay với những tin tức liên quan đến bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá quốc tế. Đánh bại Saudi Arabia, Indonesia phá kỷ lục của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Indonesia đang dần tụt lại trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 ở bảng C vòng loại. Sau 3 trận hòa quả cảm, thậm chí có phần tương đối đáng tiếc trước các đối thủ được đánh giá cao hơn là Saudi Arabia, Australia và Bahrain, Indonesia đã có dấu hiệu hụt hơi. Hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Nhật Bản ở hai lượt trận gần nhất càng khiến mục tiêu lọt vào top 4 bảng C xa vời. Vì vậy, trận đấu với Saudi Arabia trên sân nhà tối ngày 19 tháng 11 được xem là cơ hội cuối cùng của Garuda nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Đúng như tính chất của một trận đấu sống còn, Indonesia lập tức dồn lên sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 10 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có hai cơ hội nguy hiểm của Marcelino Ferdinand và Rafael Struik. Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra nóng bỏng khi VAR hai lần phải vào cuộc ở những tình huống quyết định thẻ đỏ của Justin Hubner và quả đá phạt đền cho Saudi Arabia. Tuy nhiên, VAR đều từ chối tất cả. Trong lúc cao thủ Saudi Arabia đòi phạt đền, Indonesia tổ chức phản công nhanh. Odaman Wen dốc bóng lên và trả ngược cho Ferdinand xử lý kỹ thuật trước khi sút tung lưới thủ môn Ankasa. Tỷ số được mở cho Indonesia phút 32 và 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng hiệp đấu thứ nhất. Sang hiệp 2, cao thủ Saudi Arabia thi đấu rất khẩn trương. Họ liên tục đẩy cao tấn công và đưa bóng vào vòng cấm của Indonesia. Khi chưa thể tìm được đường vào khung thành đối thủ thì khó khăn lại nhân lên gấp bội với đội khách. Phút 57, tận dụng đường phản công nhanh, Ferdinand lần thứ 2 để tên mình lên bảng tỷ số sau pha xử lý kỹ thuật qua thủ môn của Saudi Arabia. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Garuda. Ở những phút còn lại của trận đấu, dù đã chơi rất nỗ lực, nhưng Saudi Arabia không thể khoan thủng mảnh lưới của đội chủ nhà. Đại diện Tây Á chấp nhận thất bại 0-2. Điểm nhấn đáng duy nhất trong quãng thời gian này là chiếc thẻ đỏ của Justin Hubner sau tình huống đánh nhuổi phút 89. Thắng lợi 2-0 giúp Indonesia nuôi hy vọng dự World Cup 2026. Hiện Indonesia đang có 6 điểm, đứng thứ 3 tại bảng C, kém đội bóng đứng nhì bảng là Australia 1 điểm. Bên cạnh đó, họ cũng đã vượt qua Việt Nam để trở thành đội tuyển Đông Nam Á thành công nhất ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ở một diễn biến khác, Nhật Bản tiếp tục củng cố ngôi đầu sau khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1. Truyền thông Ả Rập Xê Út tố trọng tài thiên vị Indonesia. Sau trận thua 0-2 trước Indonesia, truyền thông Ả Rập Xê Út đã đăng tải nhiều ý kiến về việc đội nhà bị xử ép. Trang tin Ariadia dẫn lời cựu trọng tài người Ai Cập, ông Mohamed Kamal Risa. Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Indonesia rõ ràng là pha bóng không hợp lệ. Trước đó, cầu thủ Ả Rập Xê Út bị phạm lỗi trong vòng cấm, họ phải được hưởng phạt đền. Hậu vệ Indonesia va chạm với Saud Abdul trong vòng cấm, lẽ ra VAR nên can thiệp. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu của tuyển Indonesia trước Ả Rập Xê Út đến từ pha bóng phản công nhanh của đội chủ nhà. Ragnar Oramanwen có đường chuyền ở tốc độ cao cho Marcelino Ferdinand, tiền vệ sinh năm 2004 xử lý bóng gọn gàng và dứt điểm rất đẹp mắt tung lưới Ả Rập Xê Út. Bàn thắng này giúp Indonesia dễ dàng hơn trong việc triển khai lối đá phòng ngự phản công của mình. Điều khiển trận đấu giữa Indonesia và Ả Rập Xê Út là trọng tài Rustam Lutfulin. Vị vua áo đen này mới 33 tuổi và được xem là tài năng trẻ triển vọng của Uzbekistan. Ông Rustam từng điều khiển một số trận đấu tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á, nơi có sự góp mặt của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo cựu trọng tài Kamal Risa, ông Rustam Lutfulin còn mắc thêm một sai lầm khác. Quyết định này cũng gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trọng tài đã mắc sai lầm khi rút thẻ vàng cho Justin Hubner dù đã tham khảo VAR. Lẽ ra cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ vì cú đá của anh ta đã trúng vào đầu của Saudi Mohamed Al-Qahtani, khiến đối phương gặp nguy hiểm. Ông Risa bức xúc. Tuy nhiên, đây là pha bóng khó rút thẻ đỏ cho Hubner. Anh giơ cao chân khi tranh chấp bóng nhưng không cố tình triệt hạ đối phương. Pha thẻ vàng là quyết định có lý của trọng tài Rustam. Indonesia giành chiến thắng và tạo nên cột mốc lịch sử. Họ là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành được 6 điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup. Thành tích này cũng giúp đội bóng xứ vạn đảo mở toang cánh cửa đi tiếp. Quang Hải được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ca ngợi. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là một trong số 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập để chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2024. Đối với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Quang Hải luôn là cái tên gây sức hút của giải đấu. Anh đã có một chức vô địch vào năm 2018 và giành ngôi Á quân năm 2022. Trước thềm giải đấu lớn nhất khu vực, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã có những lời khen cho Quang Hải. Nguyễn Quang Hải tiếp tục là động lực thúc đẩy đội tuyển Việt Nam tiến lên.
điều mà anh đã làm được kể từ khi tỏa sáng tại giải vô địch U23 châu Á 2018 ở tuổi 20. Nhưng danh hiệu lớn đầu tiên của anh là tại AFF Cup 2018, nơi anh giành được cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cầu thủ 27 tuổi này hiện đang được hy vọng sẽ củng cố vị thế của mình trong số những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất Đông Nam Á với danh hiệu khu vực thứ hai sau khi đã rất gần với chiến thắng cách đây 2 năm. Ở mùa giải 2024-2025, Nguyễn Quang Hải là nhân tố chính trong lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với sự xuất hiện của cầu thủ quê Đông Anh Hà Nội, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có nhiều hơn những phương án chuyên hàng công cho tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Tại xứ Kim Chi, Quang Hải và các đồng đội sẽ có hai trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ địa phương trước khi trở về nước và chốt danh sách dự ASEAN Cup 2024. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Lào trên sân khách vào ngày 9 tháng 12. Sau đó, những chiến binh sao vàng trở về sân nhà để tiếp đón Indonesia vào ngày 15 tháng 12. 3 ngày sau, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân của Philippines và kết thúc giai đoạn vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Myanmar trên sân Việt Trì ngày 21 tháng 12. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào tới trận chung kết. Nhận định Công an Hà Nội đấu Bình Định, 19h15 ngày 20 tháng 11. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang gặp vấn đề về phong độ khi toàn thua 2 trận gần nhất trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đây đều là 2 trận thua trên sân khách, khi câu lạc bộ Công an Hà Nội để thua 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 và 1-2 trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 7. Cũng bởi vậy, sau 8 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Manu Polking chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2024-2025 với 11 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Thanh Hóa. Trở lại sân nhà để tiếp đón Quy Nhơn Bình Định, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ rất quyết tâm để giành trọn 3 điểm, qua đó sốc lại tinh thần thi đấu của đội bóng. Bên kia chiến tuyến, sau khởi đầu không thực sự như ý, Bình Định đang trải qua chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước Quảng Nam và Hải Phòng. Với việc có thêm 6 điểm trọn vẹn, Bình Định đã cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, tinh thần và sự tự tin đã quay trở lại với thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Ở lần đối đầu gần nhất diễn ra trên sân Quy Nhơn, Bình Định đã khiến Công an Hà Nội phơi áo với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, đó là khi đội bóng đất võ vẫn còn đủ những ngôi sao tốt nhất cùng dàn ngoại binh chất lượng cao. Còn bây giờ, họ gần như là một đội bóng mới với dàn cầu thủ ít danh tiếng. Tính rộng ra, trong 3 lần đối đầu khác giữa hai đội, Công an Hà Nội đã có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Về lực lượng, đội chủ nhà tiếp tục không có sự phục vụ của Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng vì chấn thương. Trọng Long cũng sẽ vắng mặt vì án treo giò. Vì vậy, huấn luyện viên Manu Polking sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Thành Long, Đình Bắc và Quang Hải, đồng thời hy vọng Leo Arthur sẽ tiếp tục tỏa sáng. Còn với đội khách Bình Định, họ đang có lực lượng tốt nhất. Văn Triền, Hồng Quân và Trọng Hiếu tiếp tục là chỗ dựa, trong khi Alisson, Cuesta và Leonardo mong chờ sẽ mang lại kết quả tốt cho đội bóng đất võ. Theo dự báo của Bóng Đá và Đời Sống, tỷ số giữa Công an Hà Nội và Bình Định sẽ là 2 đều. Sông Lam Nghệ An tiếp tục rơi vào khủng hoảng sau thất bại trước Thể Công Viettel. Sau khi thay tướng và có được trận hòa trước Quảng Nam ở vòng 8, Sông Lam Nghệ An trở về sân nhà để tiếp đón Thể Công Viettel. Với chuỗi ngày ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đang rất cần một chiến thắng để vực dậy tình hình đội bóng. Tuy nhiên, gáo nước lạnh đã sớm dội lên đội bóng xứ Nghệ. Phút thứ 9, từ tình huống đá phạt góc của Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang đã có quả treo bóng vào vòng cấm cho tiền vệ Nguyễn Đức Chiến đánh đầu ngược hiểm hóc, qua đó phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Sông Lam Nghệ An đã chịu bất lợi khi trận đấu vừa diễn ra. Chỉ sau vài phút bóng lăn, Đinh Xuân Tiến, một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng xứ Nghệ, đã bị đau và buộc huấn luyện viên Phan Như Thuật phải dùng quyền thay đổi người bất đắc dĩ. Phút 20, Lê Quốc Nhật Nam đã tận dụng thành công cơ hội để mang về bàn thắng tiếp theo cho Thể Công Viettel. Từ một tình huống bóng bật ra sau pha phòng ngự của hậu vệ Sông Lam Nghệ An, Nhật Nam đã tung cú dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, khiến thủ môn Văn Việt không có cơ hội cản phá. Sang hiệp 2, Tiến Anh tiếp tục ghi bàn cho Thể Công Viettel sau một tình huống phòng ngự hớ hênh của Sông Lam Nghệ An ở phút 50. Ở bên kia chiến tuyến, mặc dù rất nỗ lực, nhưng đội chủ nhà cũng chỉ có được tình huống đáng chú ý từ pha dứt điểm dội cột dọc của Michael Olaha ở phút 83. Trong thời gian còn lại, thế trận áp đảo vẫn nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Họ có thêm 2 bàn thắng nữa, có đơn định chiến thắng 5-0. Với 3 điểm dưới sân Vinh, Thể Công Viettel sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An lại tiếp tục chuỗi ngày chìm sâu trong khủng hoảng với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2024-2025. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.